cổ truyền là một nét đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong mắt những bạn bè quốc tế, Tết Nguyên đán không chỉ mang một màu sắc thú vị mà còn khiến cho những du khách lần đầu tới Việt Nam vô cùng tò mò, thích thú. Tôi được biết đây là một dịp lễ lớn của Việt Nam. Các bạn sẽ ăn mừng thật hoành tráng và Hà Nội có thể sẽ tạm dừng hoạt động trong một vài ngày. Ở đây rất rực rỡ sắc màu với những đồ trang trí đẹp mắt và không khí háo hức, vui nhộn. Beautiful atmosphere, decoration, everything. Very nice. So our first time seeing the Lunar New Year. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Có thể thấy mọi người ai cũng bận rộn, háo hức. Thật đáng để chúng tôi trải nghiệm với những hoạt động đường phố. Quá tuyệt vời, tôi mới chỉ xuống phố một tiếng thôi nhưng đã cảm thấy muốn hòa mình và đã yêu cái không khí này tại Việt Nam ngay lúc này. If I have a chance, yeah, I'd love to see it. Yeah. Nếu có cơ hội, chắc chắn tôi sẽ thử đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam. Tôi thích nhìn mọi người chúc mừng, tổ chức các bữa tiệc. Tôi đến từ nước Pháp nên rất bất ngờ và hào hứng với nền văn hóa hoàn toàn khác biệt của nước bạn. Phố phường đông đúc, mọi nơi đều trang trí thật rực rỡ. Tết Nguyên đán chính là một cơ hội để gây ấn tượng với những du khách nước ngoài lần đầu được tới Việt Nam bằng những nét độc đáo khác biệt trong văn hóa dân tộc.